Kính thưa quý thính giả, và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe câu chuyện hàng tuần thường lệ với cô Phạm Mỹ Linh, một cộng tác viên của Dân Sinh. Và hôm nay thì cô Phạm Mỹ Linh sẽ có rất là nhiều những chia sẻ hữu ích mà chúng tôi muốn được quý vị lắng nghe theo dõi. Anh Nam xin được chào Mỹ Linh. Mỹ Linh xin được kính chào anh Nam và xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Dân Sinh. Thưa anh, thì ngày hôm nay anh em mình sẽ có rất là nhiều những cái information, những cái chi tiết rất là hữu ích để gửi đến cho cộng đồng chúng ta tuần này vào ngay. Đúng rồi, tuần này thì thực sự ra ngoài cái chuyện mà bệnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng cho tất cả mọi người, cái chuyện thứ hai từ COVID-19 nó gây ra nạn khó khăn về tài chính, bởi vì nhiều người thì cũng đi làm bị thất nghiệp, rồi tiền bạc thì túng thiếu, cho nên gặp khó khăn. Các cơ sở thương mại thì mở cửa, có tiệm thì mở cửa được, có tiệm thì mở cửa không được. Có tiệm thì mở ra bên ngoài, có cái chỗ trống để mở ra bán bên ngoài, còn có tiệm thì quá chật hẹp không làm được. Thành ra rất là nhiều những rắc rối. Rồi còn cộng thêm hôm nay đang có nạn cháy rừng cho những cái khu mà nằm ở sát với cái phía bên nó gọi là East San Jose. Có nhiều nhà đã phải di tản. Thì đối với Mỹ Linh thì Mỹ Linh có những điều gì chia sẻ đặc biệt đó, là nên có giúp cho mọi người hiểu một cách khái niệm khi mình gặp những cái tai họa như thế này đó, mình nên chuẩn bị như thế nào? Em nghĩ là mình đang sống trong một cái thời điểm nó rất là fragile, là gì, anh nghĩ là nó sẽ vỡ, thì là mình có thể đối đầu với lại rất là nhiều những cái khó khăn từ COVID-19, như là anh Nam nói, cho đến bây giờ vấn đề hỏa hoạn vừa mới xảy ra. Rồi anh Nam có nhớ không, cái hôm mà chủ nhật thứ bảy, mình thức dậy là mình bị một cái trận gọi là cuồng phong của trời đánh xuống cho mình mấy trăm cái tiếng sét gọi là kinh hoàng, và anh giống mấy triệu mấy triệu tiếng sét đó, chứ không phải mấy trăm. Dạ, nó giống như là một cục, mình đang ở trong một cái chiến tranh World War III, là đại thế chiến thứ ba, vậy đó, mình rất là kinh hoàng. Rồi vừa mới đây thì hôm tối thứ ba, làm thứ tư đó, là mình lại bị hỏa hoạn ở trong thành phố San Jose của mình. Cảm ơn trời Phật là cho gia đình của anh Nam không có sao, tại vì mình cũng đang nhớ đến anh Nam và gia đình cũng ở Milpitas, mà may quá là anh không bị gì hết. Thì em nghĩ là đây, trong cái khoảng thời gian này, là cái khoảng thời gian mà mình phải có một cái sự chuẩn bị để mà có thể, just in case, là nếu mà có những cái vấn đề gì xảy ra, ví dụ như nếu mà các cửa hàng thường đóng cửa hết, tức như là chợ búa đóng cửa, đèn đúng điện là tắt hết, thì mình phải có những cái sự chuẩn bị trong cái thời điểm này. Và cái quan trọng nhất, thưa anh, đó là cộng đồng mình chắc là có rất là nhiều người không để ý, nhưng mà ở quận hạ Santa Clara nó có một cái hệ thống để nó có thể cảnh báo được cho cộng đồng, nó gọi là Alert SCC. Thành thử ra nếu mà quý vị đang nghe đài mà chưa có register, là chưa có đăng ký vào chương trình đó, thì xin quý vị làm ngay hôm nay, rất là dễ. Chỉ cần vào cái website của County, đánh một cái chữ Alert SCC, mình chỉ cần để tên họ và số điện thoại của mình, thì khi mà có cái trường hợp gì mà khẩn cấp đó, thì người ta sẽ text cho mình biết ngay lập tức là mình cần phải làm cái gì. Thành ra đó là cái vấn đề là quan trọng nhất, là mình cần phải tham gia vào cái hệ thống cảnh báo cộng đồng của quận hạ Santa Clara. Thứ hai nữa là ở nhà anh Nam á, là anh Nam có cái chuẩn bị gì chưa để mình di tản không anh? Ví dụ như là ngày xưa mà Việt Nam mà có dịch cộng, là mình lúc nào cũng phải chuẩn bị để đi chạy di tản đó. Nhưng bây giờ mình ở đây sự tự do như này, mình không có còn nghĩ đến nó nữa. Nhưng mà bây giờ về vấn đề mà thiên tai và bệnh hoạn thì anh Nam có sự chuẩn bị như thế nào ở trong gia đình của anh? Anh thú thật với Mỹ Linh rằng là anh có chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị động đất cơ. Chưa có bao giờ chuẩn bị cháy rừng, chưa có bao giờ chuẩn bị lụt, là bởi vì từ trước giờ ba mươi mấy năm sống ở trong khu vực này, mình không có thấy những cái thiên tai đó. Anh về phương diện mà chống động đất thì anh có dự trữ thức ăn đủ dùng trong vòng một tuần lễ, thức ăn khô á, rồi anh có sử dụng nước để uống. Nước uống thôi, chứ còn nước mà để sử dụng vào những chuyện khác thì không có biết chỗ nào chứa. Nhưng mà về phương diện nước uống, anh cũng để trong nhà cũng đến khoảng 20 gallons cho 3-4 người, cũng có thể xài tạm được một thời gian. Rồi anh cũng chuẩn bị đèn pin,
chuẩn bị cái radio portable cầm chạy đi để mình nghe tin tức. Bây giờ thì mình có phone rồi, nhưng mà lúc đó phone có khi không nghe được, đúng không? Thì cái về phương diện chống động đất thì anh có làm, nhưng mà về cháy giống như kỳ này cháy thú thiệt anh chưa có làm. Mỹ Linh có ý kiến gì? Thì em nghĩ là cái cháy nhà, cái mà quan trọng nhất là mình cần phải làm, đó là mình phải có cái mask, mình bỏ cái mask vào cái mặt của mình ngay lập tức. Tại vì thường thường cháy nhà đó là cái mà dễ làm, dễ giết người ta nhất là cái khói, đúng không anh? Đúng Thì rồi. thường ra nếu bị cháy nhà đó là cái quan trọng nhất là mình cần phải có cái mask. Mà may cho mình là tại cái mùa dịch này là mùa Covid-19, thành ra ở nhà mình tất cả chúng ta đều có cái face mask hết. Thành ra cái quan trọng nhất là mình phải có cái face mask để mà mình có thể bảo vệ được cho mình, at least là mình thở được, mình không có hít thở với cái carbon dioxide của cái khói của cái lửa nó tuôn ra đó. Và khi mà cháy nhà thì mình chỉ có rất là ít thời gian. Mình có, em nghĩ em không nhớ rõ ràng lắm, nhưng mà có thể là 90 giây hoặc là 2 phút gì đó. Thành ra mình đừng có, mình nếu mình giữ cái mạng của mình thì mình chạy ra khỏi nhà ngay lập tức, chứ mình đừng có nói là ông mua chết rồi, tôi quên cái cục vàng tôi để trong cái giỏ này, tôi quên cái đống tiền tôi đã gọi là saving, tiết kiệm bao nhiêu năm rồi, rồi phải chạy vô lấy hoặc lại chạy ra chạy vào đó thì không được. Thì ra mình nhớ là mình thì có rất là ít phút để mình có thể thoát thân thôi, nên mình đừng có suy nghĩ là mình cần phải vô lấy cái này, vô chạy lấy cái kia, hoặc con mèo con chó. Thành ra nếu mà mình không muốn bị mất như vậy đó thì mình phải có sự chuẩn bị. Tất nhiên là mình nếu các cụ già thì nhớ là mình để một cái túi nhỏ, giống như là những người đàn bà mà sắp sẽ đi sinh con ấy. Khi mà mình sắp sẽ đi sinh thì mình sẽ có một cái túi nhỏ để mình nó chết ra, bây giờ đi sai rồi là mình phải chạy vào bệnh viện. Thì bây giờ mình cũng phải làm như vậy, tất nhiên là để mình phòng chống hỏa hoạn đó, thì mình cũng phải có một cái plan trước ở trong gia đình của mình hoặc là ngay với cá nhân của mình, là trong trường hợp đó thì mình phải làm gì. Thì mình nếu mình có được một cái túi nhỏ sẵn sàng, ở trong túi đó là có đôi giày, có một cái áo lạnh, có những cái thuốc gì mình cần, ví dụ như là thuốc Tylenol, thuốc laxative hay là whatever mình cần, mình có trong đó, thì một cái chai nước nhỏ nhỏ thì mình chạy ra ngoài đó thì là rất là tốt cho mình. Hoặc là những cái gì mà quan trọng mình cần phải giữ đó, thì mình bỏ vào trong cái túi đó thì nó dễ dàng hơn. Còn nhất là mình nếu mình bị cận thị á, thì mình phải có kính cận thị vào ngoài, chứ chạy ra ngoài mà không nhìn thấy đường cũng không được. Hoặc là anh Nam nói là có điện thoại, thì nếu mình cầm điện thoại mình không có cái charger mình cũng không làm được gì hết. Thì đó là những cái mà mình cần phải tinh thần hết. Còn về mình nói là cái emergency preparedness với lại là một cái chuyện khác nữa, thì em nghĩ là chắc ai cũng biết là emergency preparedness thì mình cũng phải cần có ba ba ngày thức ăn thức uống đầy đủ. Thì rồi mình bị mất trong gia đình mình, được như là hôm nay hai anh em mình ngồi nói chuyện ở đây, nhưng mà con mình nó ở UC Davis, hoặc con mình nó ở đâu, rồi vợ mình ở đâu, chồng mình ở đâu, thì mình phải nên biết là nếu mà trong trường hợp khẩn cấp như vậy, bây giờ gia đình mình gặp thì mình gặp ở cái địa điểm nào để mình có thể chạy loạn, thì mình biết cái chỗ đó mình gặp. Chứ còn không mình cũng tán loạn hết, mình cũng không biết ở đâu mà gặp. Thì người ra hôm nay mình nói cái này thì mình cũng thấy nó ghê gớm, nhưng mà em hy vọng là nó không đến nỗi nào như vậy phải không anh? Nhưng mà tốt nhất là trong cuộc sống của mình trong thời gian này là mình cần phải có những cái sự chuẩn bị như vậy, chuẩn bị về tinh thần vừa cái physical là cái thể xác của mình cho nó khỏe mạnh, thì mình có mới có thể cứu được mình trong cái thời điểm này. Thì em chỉ có vài cái lời như vậy. Anh Nam nghĩ sao? Anh Nam có cần, mình nghĩ là mình cần thêm đóng góp gì thêm nữa không anh? À, đúng là hôm nay Mỹ Linh nhắc nhở thì anh thấy đối với riêng bản thân anh đó, thì anh cũng phải thú nhận rằng là anh cũng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ bao nhiêu chục năm nay đó mình cũng mỗi lần mình nghĩ rằng là nếu bây giờ trường hợp chẳng may cháy nhà thì mình phải làm cái gì, thì quả thiệt giờ tự nhiên nói làm cái gì giờ anh rõ ràng là bây giờ anh chưa có để sẵn một số những cái gói đồ để mình có thể nhanh chóng mình rời khỏi nhà mình ngay tức khắc để mình mang theo cái gói đồ đó, thì quả thiệt là chưa có. Anh hôm nay sau khi nói chuyện với Mỹ Linh xong là bản thân anh sẽ phải về nhà để anh làm cái công tác đó tức khốc tức 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 tốc, là bởi vì nhà đó vấn đề chính là người nào bình tĩnh nhất là cái người đó là người sẽ lo lắng cho gia đình,
Bởi vì thí dụ như là vợ mình, tức là bà xã anh, thì có khi lại hơi bị panic nếu mà thấy biến cố xảy ra, là có thể là bị khủng hoảng, không có phản ứng nhanh. Thành ra chính mình là mình phải chuẩn bị những cái điều đó. Thành hôm nay anh cũng xin được cảm ơn Mỹ Linh đã giúp cho mọi người, và cũng như là giúp cho riêng anh một cái sự cảnh báo rất là quan trọng. Bởi vì hôm nay mình thực sự mình đang đối phó với cái nạn cháy rừng ngay sát nhà mình, chỉ cách nhau có 1-2 dặm mà thôi. Thành do đó mình không có chuẩn bị là mình có thể gặp rất là nhiều những cái điều khó khăn, dù mình chạy thoát ra được. Còn nếu mà mình không có biết cách, mình bị kẹt lại ở trong cái đám cháy đó thì rất là ân hận. Thành ra xin được cảm ơn Mỹ Linh nhiều lắm. Ngoài ra thì anh cũng công nhận với Mỹ Linh một điều rằng là mình bắt buộc phải có một cái plan, mình bắt buộc phải thực thi những cái điều mà cái plan nó đề nghị, là phải dự trữ tất cả những cái đồ đạc cần thiết, trong đó là những giấy tờ tùy thân, rồi quan trọng, rồi vấn đề mà mang cái mạng. Người ta nói rằng cần phải có đôi dép nữa, chứ ra ngoài đường chạy không có dép chạy cũng không có được, đúng không? Đó, thì đại khái những cái điều đó mình nếu mình không biết, mình có thể đánh vào trong Google, mình nói rằng là emergency plan, thì trong đó người ta sẽ cho mình từng cái chi tiết một để mình có thể mình phòng chống được. Hoặc là vào cái PG&E đó, mấy bữa nay họ cũng quảng bá vấn đề gọi là phòng chống những cái tai ương, thì đó là những điều mà quý vị nên lưu ý. Rồi Mỹ Linh, hôm nay thì anh em mình đã nói chuyện cái đó rất là quan trọng. Tuy nhiên anh nghĩ rằng Mỹ Linh còn có một cái tin khác là vấn đề mà giúp đỡ của chính phủ, thì nhân cơ hội này Mỹ Linh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không? Dạ vâng, thì thưa anh, đó là hiện giờ có hai cái chương trình mà hỗ trợ cho tài chính em nghĩ là rất là quan trọng để cho cộng đồng mình biết. Thứ nhất là một tin vui để dành cho các doanh nghiệp tại quận Santa Clara, và nhất là các cái chủ tiểu thương đang sinh sống tại San Jose mà đang gặp khó khăn tài chính trong mùa đại dịch COVID-19 này. Chương trình hỗ trợ vốn doanh nghiệp CDBG của thành phố đó thì là đáng lẽ ra là tuần này là hết rồi, nhưng mà họ gia hạn là ngày cuối cùng để quý vị có thể nộp đơn, và là vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 5. Thì cái chương trình tài chính này đó anh, thì nó gọi là Opportunity Fund. Tất nhiên là một cái chương trình nó có cho những cái người mà tiểu thương là mỗi người là 15.000, cái grant là 15.000 từ cái CDBG Micro Enterprise Grant, để mà có thể cho những phụ giúp được cho những người mà tiểu thương, thì họ họ sẽ cho cái tổng số là 145 cái grant, và mỗi cái grant như vậy là 15.000 đô la. Mà em nghĩ là trong cộng đồng mình có rất là nhiều người có thể qualify được cho cái chương trình này, và giúp ích được rất nhiều cho các tiểu thương. Thì để mà qualify cho chương trình này, thứ nhất đó là mình phải có là 5 người hoặc là ít hơn, tức như là mình có nhân viên mà 5 nhân viên trở xuống, và mình phải đang ở cái thương nghiệp, cái business của mình đó, phải đang ở San Jose, và cái người mà chủ của cái doanh nghiệp đó đó thì phải sống ở trong cái quận hạt Santa Clara. Và cái quẹt này là để dành tức là những người mà họ làm về những cái essential services, ví dụ như là làm về chương trình phát thanh chẳng hạn, là làm media là very essential tại vì mình đem thông tin đến cho cộng đồng, hoặc là làm về về đồ ăn uống, hoặc là những cái đó là nó về essential service thì họ sẽ được cái priority. Và cái người mà chủ đó đó thì phải có cái total household income là less than 80% của quận hạt Santa Clara. Thì em có thể nói một tí về cái ví dụ về những người mà có cái income này, ví dụ như nếu mà là một người đó thì cái low income 80 AMI là một năm là maximum là 78.550 đô la. Và nếu một gia đình 8 người đó thì cái maximum income họ có để mà có thể qualify cho chương trình này đó là 148.050. Thành ra em nghĩ là đây là một cái cơ hội rất tốt để cho cộng đồng của mình, nhất là cộng đồng những là những người mà có những cái business owner mà tiểu thương nhỏ nhỏ đó, thì đây cũng là cơ hội để mà giúp cho cộng đồng mình, giúp cho những tiểu thương và cho người Việt Nam mình có được một cái grant nhỏ để mà trải qua cái thời gian này là 15.000 đô la, mà rất là dễ, em nói là piece of cake, rất
rất là dễ để mà xin. Chỉ cần đi vào thành phố San Jose, đánh vô đó, mà nếu mà cần biết thêm chi tiết thì có thể gọi cho em có thể giúp cho họ để mà biết tìm hiểu thêm về cái chương trình này. Và nếu mà mình muốn apply đó thì mình phải apply rất là sớm, còn không mình cũng có thể mất cái cơ hội đó. Thì họ chỉ cần vô trong thành phố San Jose cái website, rồi đánh cái chữ mà Opportunity Fund là nó ra liền. Xong tức mình chỉ cần mình click vào đó đó, mình apply thôi là mình có thể qualify cho cái funding 15.000 easily. Nhưng mà Mỹ Linh, nãy Mỹ Linh có nói rằng là chỉ có khoảng 145 cái grant thôi. Thì trời, cả cái San Jose này biết bao nhiêu business mà có chỉ có cho có 145 người thì làm sao mà đủ? Cái lý do mà khó qualify đây là tại vì là cái income, tại vì thường mà anh Nam biết là những cái người mà họ làm business đó, thì cái income của họ đó có thể nào mà ít hơn 80% của Santa Clara County median income được. Thành bởi thế cho nên nãy em có nói cái vụ mà income đó, thì thí dụ như nếu mà cái người chủ đó mà gia đình mà chỉ một gia đình của người chủ mà chỉ là một người đi, ví dụ người chủ đã độc thân, không có con cái, không có vợ con gì hết đó, thì cái low, nếu mà họ muốn low income đó, thì cái income của họ chỉ được có 78.550 đô la thì họ mới qualify cho cái chương trình này 15.000. Thế còn thì họ mới đã được cho 15.000. Chứ còn nếu một cái income của họ cao hơn cái đó thì họ không được. Ví dụ như một gia đình cái người mà chủ của cái thương mại đó mà có hai vợ chồng và hai đứa con đó, thì cái maximum income mà họ phải có là 112.150 để xuống thôi. Chứ mà hơn 112.150 thì không được. Thành ra họ có một cái họ based on cái income and rent limit của Santa Clara hết anh Nam. Thì ra là họ có cái determine là low income và 80% AMI thì là bao nhiêu. Mà những cái này thì cũng sẽ khó để cho rất là nhiều những cái quý vị mà làm business mà họ qualify. Cái lý do là gì? Nhiều khi cái income của họ cao hơn cái đó. Nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ có rất là nhiều người, ví dụ như mấy cô mà em thấy mấy cô mà thường mà nấu đồ ăn bán ở trong ăn vặt của San Jose chẳng hạn, mà họ dùng cái tiểu thương nhỏ của họ như vậy, rồi họ mướn 3-4 người tài chỉ đến nấu đồ ăn phụ mà bây giờ không còn nữa đó, thì họ có thể qualify thế này. Hay là chẳng hạn như mấy chú mà đi làm construction mà trước COVID-19 thì còn đi làm construction được thì cũng có được 3-4 người tới thợ phụ cho mình. Bây giờ không còn nữa tại vì bị COVID-19 chẳng hạn, không đi làm được nữa, thì họ là những người tiểu thương nhỏ thì họ cũng có thể qualify được cho chương trình này. Thì anh nghĩ là khi mà mình biết những cái chương trình như vậy, nếu mình không có qualify, mình không apply thì mình đâu có biết là mình có qualify hay không, đúng không anh? Mà nếu mà mình apply mình được thì tốt, mình sẽ có 15.000, và mình không được thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mà được thì nó cũng có thể giúp được cho cái cơ sở thương mại của mình rất là nhiều để mà qua được cái thời gian này. Em nghĩ là 15.000 cũng là một số tiền không phải là nhỏ. Thành ra là nếu mà quý vị tiểu thương nào mà nằm ở trong cái criteria mà khi nãy em có nói đó, thì hãy vào cái website của thành phố San Jose và hãy apply. Tại vì em nghĩ đây là một cái chương trình rất là tốt. Trước hết là anh cũng lại một lần nữa cảm ơn Mỹ Linh đã cung cấp những cái tin tức rất là ích lợi cho cái giới tiểu thương. Thì anh cũng đồng ý Mỹ Linh là mình cứ việc xin, mình không cho không có được kỳ này thì người ta vẫn còn giữ cái tên mình, biết đâu kỳ tới lại có một cái funding thì họ lại kiếm mình nhanh chóng, họ gửi email cho mình, đúng không? Ok, thì kính thưa quý thính giả đó, hôm nay chúng tôi xin một lần nữa được mong mỏi quý vị hãy theo dõi cái chương trình mà chúng tôi thực hiện với cô Phạm Mỹ Linh. Và hôm nay mà quý vị có nghe thì phần đầu quý vị có thể biết về những cái vấn đề mà phòng chống những cái tai ương, chuẩn bị trong gia đình của mình như thế nào để mình khi mà có những cái tai ương xảy ra giống như cháy rừng, lên chạy đến nhà mình rồi động đất hay nhiều những cái thiên tai khác bất thường, mình đã sẵn sàng để mình có thể đối phó. Và phần thứ hai là nói về một cái nguồn mà giúp đỡ tài chính của chính phủ thành phố San Jose. Hành quý vị cứ việc vào cái website của thành phố San Jose và đánh cái chữ Opportunity Fund.
thì quý vị có thể đọc và apply, làm đơn xin, có thể được lên tới 15.000 Mỹ Kim. Nếu mà quý vị cứ apply không được thì thôi, được thì con đó cũng là một con số tiền không có nhỏ, thành chúng tôi khuyến khích quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn còn nghe chưa rõ hoặc là nghe chưa kịp thì quý vị có thể nghe lại cái chương trình này, bởi vì chúng tôi sẽ để trên YouTube để cho quý vị có thể nghe tới nghe lui. Bây giờ vì chương trình có giới hạn thì anh cũng phải xin tạm ngưng, thì trước khi chia tay, Mỹ Linh còn những điều gì cần phải chia sẻ nữa không? Dạ thưa, em nghĩ là hôm nay là đủ rồi, và hy vọng rằng là chương trình của mình cũng giúp đỡ được một số các quý vị khán giả của thành phố San Jose này. Và thêm một cái nữa là nếu mà ai có lại TikTok mà bị ảnh hưởng với COVID-19 thì có thêm một chương trình nữa là 1.000 đồng cho mỗi người hoặc là 2.000 cho mỗi gia đình. Thì cái chương trình đó chắc có thể tuần tới em có thể nói thêm về chương trình đó. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là mình tạm chia tay tuần này, và hy vọng tuần tới mình sẽ gặp lại và sẽ nói thêm. Cảm ơn anh Nam rất nhiều đã cho anh có cơ hội ngày hôm nay để đến thưa với quý vị về những cái vấn đề liên quan đến thiên tai, và cũng như là cái chương trình mà trợ cấp cho quý vị các doanh nghiệp tài chính qua cái chương trình của thành phố San Jose. Vâng, xin cảm ơn Mỹ Linh và xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi.